Chào các bạn trở lại với video tiếp theo của KN Fit Củ Chi. Hôm nay mình nhận được tiếp tục là một cái con HB Lightbook nha các bạn, 2570B. Cũng như cái máy trước mình đã từng làm thì ở cái dòng này nó chuyên gia là bị sọt nguồn 19 nha các bạn. Sọt nguồn 19 tại một vị trí cố định, mà do cái này là do cái nguyên nhân là do nhà sản xuất nha các bạn. Sau một quá trình thời gian mình xài thời gian lâu thì cái miếng xốp này nó sẽ bị chảy nhựa ra nha các bạn, nó chảy nước ra, nó làm cho chạm cái tụ nha các bạn. Đó. Trước khi mình cho các bạn xem vị trí đó thì mình sẽ cho các bạn xem cái mã men. À, 6050 A248 3801 MB A02. Rồi, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem một cái vị trí rất hay gặp ở cái dòng này. Đây. Đó, vị trí này các bạn quan sát là cái vị trí này. Đó là tại cái vị trí là C615, 614 và 617 nha các bạn. Đây, tại vị trí C615, 614 và 617 nè, các bạn quan sát là nó, đây, nó đang hôi nha các bạn. Đó, nó bị chảy nhựa cái phần đây. Và mình sẽ chỉ cho các bạn xem cái vị trí này trên cái vỏ máy nha các bạn. Đây nha các bạn, đây. Hai cái lần này là nguyên nhân này nha các bạn. Đây. Hai cái lần này là nguyên nhân. Đó, các bạn quan sát là hai cái lần này là nguyên nhân. Đó. Nguyên nhân dẫn tới chạm cái tụ nha các bạn, nguồn 19. Đó, C15, C615, C614 và C617 nha các bạn. Đó, tại vị trí nè. Đó, nó dẫn tới là nguyên nhân, nó dẫn tới làm cho cái men của mình bị chạm nguồn 19 nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đo tổng trở cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ đo cái tổng trở nha các bạn. Rồi. Đó, các bạn quan sát là tại vị trí mình đo đây. Rồi, các bạn quan sát cái đồng hồ. Đây, mình đo vị trí nè. Các bạn hay quan sát là nó chỉ có mấy ôm nha các bạn. Đó, nguồn 19 nó có mấy ôm à. Đó, nguyên nhân. Đó. Nguồn 19 đó nha các bạn. Đó, các bạn quan sát là tại vị trí đây. Rồi. Bây giờ mình sẽ vệ sinh chỗ này và mình sẽ bóc mấy cái tụ này ra nha các bạn. Sau đó mình sẽ đo lại cho các bạn xem. Mình đã gặp cũng vài con HB 2570 rồi nha các bạn. Tại vị trí này, đó, nó làm cho cái men mình bị sọt. Ok. Rồi mình sẽ bóc mấy cái vị trí đây ra.
Rồi, sau khi mình bóc các vị trí này ra hết rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đo lại cho các bạn xem tổng trở của nó đã ok chưa nhé các bạn. Và bắt đầu mình sẽ gắn servo, mình kích nguồn, xe máy có sức hình không nha các bạn. Rồi các bạn quan sát cái đồng hồ VOM của mình nha các bạn. Rồi đây, mình sẽ cầm cái men lên. Đây, các bạn quan sát cái vị trí C615, 614 và C617 mình vừa bóc ra nha các bạn. Mình vừa hở gỡ ra. Bây giờ mình sẽ đo cái tổng trở cho nó sẽ cho các bạn xem. Rồi các bạn cũng quan sát cái đồng hồ của mình. Rồi tổng trở ok nhé các bạn, tổng trở đã lên cao. Các bạn quan sát cho mình cái đồng hồ là tổng trở đã lên cao nha các bạn. Rồi nguyên nhân chủ yếu là tại vị trí này nha các bạn. Bây giờ mình sẽ gắn CPU và RAM vào, sau đó mình sẽ kích nguồn cho các bạn xem là máy có xuất hình không nha các bạn. Như vậy ở cái con 2570B này chạm nguồn 19, chủ yếu là tại các vị trí đó nha các bạn, là do nhà sản xuất gắn những cái ron xốp, sau khi mà những cái ron xốp đó tới thời kỳ lập đầu nó bị chảy nhựa ra nha các bạn, và nó làm chạm mấy cái tụ rỉ mấy cái tụ trên trên men nha các bạn. Đấy là nguyên nhân ở con Elitebook 2570B này, và một và những con mình từng làm nha các bạn. Đây cũng là một cái ban rất là quen thuộc. Rồi bây giờ mình sẽ gắn vào, mình xem máy có dòng không nha các bạn. Rồi máy đã ăn dòng nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ kích nguồn nha các bạn. Rồi men đã hoạt động nha các bạn, men đã có cái dòng boost. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ gắn màn hình xem máy có xuất hình không nha các bạn. Rồi mình cũng sẽ vệ sinh luôn cái vị trí này nha các bạn. Đây mình sẽ vệ sinh luôn hai cái vị trí này. Rồi mình gỡ bỏ những cái vị trí này nha các bạn. Đây là cái nguyên nhân nè. Đó, đây là cái nguyên nhân này nha các bạn. Nguyên nhân làm cho cái men này bị lỗi. Rồi như vậy là máy đã xuất hình nha các bạn. Như vậy nguyên nhân ở cái con HP Elitebook 2570B này là do lỗi cái khu vực tụ C615, C614 và C617 nha các bạn. Sau khi mình đã cách ly các vị trí đó thì men đã hết sọt và máy đã xuất hình nha các bạn. Video mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.